Rồi xin chào các bạn ở trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ một các bạn một cái vấn đề mà mình gặp trong cái cuộc sống hàng ngày các bạn. Vấn đề là hôm nay là cái đây là cái máy đo huyết áp nè. Đây là máy đo huyết áp điện tử. Thì bình thường á thì trong cái máy đo huyết áp này á nó có cái pin, nó xài bằng pin, và trong đây thì nó có cái pin của nó là gồm bốn cục pin ở trong đây nè. Thì gồm một cục là 1.5V, bốn cục là 6V ha. Mình xài pin bốn cục pin là 6V. Còn nó có thêm một cái cổng nguồn adapter nè, adapter là DC 12V, adapter DC 12V nè các bạn. Thì bây giờ mình mua cái adapter DC chuyển nguồn từ 220 xuống 12V để mình xài. Thì nếu như trường hợp mà đang xài cúp điện nguyên ngày đó thì mình không có đo được. Nếu như nhà mình có máy phát thì không nói gì, ở nhà mình không có máy phát thì không được. Mà đo huyết áp là dành cho trường hợp không biết đâu khi nào các bạn đó. Lỡ mà ngày đó cúp điện mà mình xui á thì mình muốn đo ngay ngày đó, ở nhà người nhà cần đo, mà lỡ xui á thì ngay ngày đó nhà cúp điện cái mình không có đo được. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là tránh cái trường hợp mà đo được khi cúp điện luôn các bạn. Đây là mình xài cái cũng đơn giản thôi. Thì đây là cái quạt 12V. Thì đây mình xài cái bình xe máy của mình nè. Cái bình xe máy của mình đó, mình thay ga cũ chút, mình thay ga rồi. Hay là mình mua bình mới cũng được. Thì bình xe máy này nó cũng là 12V. Thì mình sạc vô 12V trong đây nè các bạn, là xài rất là lâu nha. Bên này mình chạy motor 7-7 năm còn lâu hơn đó, chạy rất là lâu á. Đừng nói mình xài cho mấy cái máy huyết áp cho nhỏ này, nên là xài motor luôn. Thì các bạn đi ra ngoài cái tiệm điện tử á, các bạn nói là bán cái jack này nè. Thì jack này là dắt dạng cho DC một chiều nè. Thì nó có hai loại, loại này với loại lớn hơn là các bạn, loại này nè, mua loại này nè đó. Thì mình đem cái này theo, hay là mình nhìn là mình biết cái loại lỗ mới lớn, cái loại kia lỗ lớn hơn chút nữa đó. Hai loại thì mua cái này về mấy ngàn đồng à. Mình về thì nó có hai cực đây nè, cái cổng này các bạn đó, là cái dắt để đấu vô đó. Thì có hai cực thì các bạn nối hàng dây vô đây, và các bạn nhiễu cái keo nến vô, bắn súng keo nến vô cho nó cứng lại, là nó cứng được như thế này đó. Thì đầu này thì mình chỉ ra hai cọng dây nè đó, hai cọng dây âm dương thôi là xong ha. Thì âm dương thì bây giờ mình câu âm dương vô bên đây, câu âm dương vô cái bình, vô âm dương vô bình, và cái này mình ghim vô đây, ghim vô đây là mình tiến hành mình đo thôi, đơn giản nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác cho bạn xem, và mình đo huyết áp cho mình của mình cho các bạn xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt vô nè, mình sẽ bắt cái nguồn đúng cực vô, đúng cực nha các bạn, đúng cực vô cái máy này rất là nguy hiểm nha. Cực thì mình đã phân biệt nè, là cộng đỏ là cộng dương, đen âm đã phân biệt. Mình đấu đúng cực chưa thôi đó. Khỏi lo cúp điện luôn nha các bạn, khỏi lo cúp điện luôn. Nhà mà lỡ mà có người mà đau bệnh này kia, tại vì nhà mẹ có mẹ mình ưa bị bệnh huyết áp á, cần phải đo huyết áp, nên là
phải nhà phải có cái này mới được. Thì lúc trước mình mua thì mình xài pin mà pin nó hao quá ba ơi, xài thời gian hết pin, pin hoài luôn. Tận dụng cái bình ắc quy này nè để mình đo huyết áp. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghi máy dắt là vô cái dắt 12V. Thực chất nó có hai lỗ á, nó có hai lỗ là do một cái lỗ là nó cổng truyền tín hiệu á, nghiêng của nó thôi, nghiêng đúng cái cổng 12V nè. Đó. Sau khi mình nghiêng đúng thì nó sẽ hiện nè, nó hiện giờ rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Đo và nó sẽ hiện bây giờ. Tiến hành mình đo nha các bạn. Đo vô huyết áp thì được bao nhiêu. Rồi đây mình lên kim vô đây. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đo nè. Giờ mình sẽ bấm mình đo mình quay cho bạn xem. Đây các bạn. Nè, nó đang bóp cái động mạch mình nè. Thấy rõ không? Đó, nó đang bóp cái động mạch mình nè. Nó bóp rồi nó hạ xuống từ từ. Đó. Hạ xuống. Rồi lại nó đưa cái nhịp tim này cho mình với cái huyết áp. Nhiều thông số lắm. Đây. Huyết áp của mình là 118 nè. 118 nè các bạn. Và nhịp tim là 73, nhịp tim là 73. Rồi để mình đo lại quận nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại quận nữa nè các bạn. Bóp vô tại mình thử thì đúng nguồn đâu đúng nguồn 12V thì cái hoạt động rồi. Này là do mình nhúc nhích này bị lỗi test lần nữa. Bây giờ là huyết áp mình là 112. 112 nè các bạn. Nhịp tim là 72. Đây, nó đo được rồi nè. Đó, đo được thông số các bạn thấy không? Đó. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi và xài rất là lâu hết luôn. Đây là mình giới thiệu các bạn cái bộ này là cái bộ để đo nha các bạn, đo huyết áp đó, đo huyết áp đây. Đây là cái bộ đo huyết áp mà trường hợp là khi mất điện luôn vẫn có xài được, không có sợ là hết điện nha các bạn, pin nhiều khi nó hết pin đó. Còn xài điện adapter DC á thì cúp điện là thua. Pin thì có thể các bạn mua pin về nhưng mà tốt pin rất là tốn kém. Còn lỡ cúp điện nguồn adapter DC hết cúp điện á thì thua, cúp điện nguyên ngày thua. Nhà có máy phát thì không nói.
Còn ở đây cái bình này mình nói các bạn xài rất là lâu hết ha, rất là lâu hết nha các bạn. Đó mà các bạn sạc rồi rất là lâu hết. Rồi video ở đây kết thúc nha các bạn. Video này mình chia sẻ nha các bạn xem là xài cái bộ đo huyết áp này mà sử dụng bằng nguồn ắc quy rất là đơn giản thôi, cần nguồn ắc quy 12V. Thì trong cái bộ này nó cũng xài nguồn là 12V, thì đơn giản thôi, chỉ ra chợ tiệm điện mua cái giắc, mua cái giắc về rồi đấu đúng cực là ok, khỏi qua một cái mạch điện tử nào hết. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha các bạn. Xin chào các bạn.